Alo, ok mọi người nha. Thì hiện tại là mình mới vừa ra tạp hóa để mà mua một cái chai nước đây nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ về và review chai nước đây cho mọi người cùng xem nha. Đấy. Giờ thì chúng ta về thôi. Mình ở trong một cái con hẻm rất là nhỏ. Đấy, đây là cái con hẻm mà đi về trọ của mình nha mọi người. Đã như mây âm thầm đợi chờ, đi theo bao cơn gió kia về đâu. Đây. Đây là chai Nutifood. Ok, bây giờ thì mình đã tới nhờ. Ok mọi người nha, bây giờ mình sẽ tắt video nghe.